Câu chuyện sự tích cây lúa. Nữ thần lúa là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi. Nàng là con gái của Ngọc Hoàng. Sau những trận lục lội ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị tiêu diệt hết. Trời bèn cho những người còn sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất và sai nữ thần lúa xuống trần gian nuôi sống con người. Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông và mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà, không cần gặt, không cần phải phơi phóng gì cả. Cần ăn, cứ ngắt bông bỏ vào nồi là lúa sẽ thành cơm. Một hôm, có một cô gái nhà kia đang bận việc. Sân chưa quét dọn, cửa kho cũng chưa mở, lúa ở ngoài đã ung ung kéo về. Cô gái cuống quýt và đâm cáo. Sẵn tay đang cầm cây chổi, cô đập vào đầu bông lúa mà mắng: người ta chưa dọn dẹp xong đã bò về, gì mà hấp tấp thế. Nữ thần lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi, đã bực tức trong lòng. Nài lại bị phan một cái cán chổi vào đầu, làm tức lắm, cả đám lúa đều thốt lên: muốn mệt thì ta sẽ cho mệt luôn. Từ nay mang hái tre, liềm sắt ra mặt cắt chở ta về. Thế là từ đó, nữ thần lúa dỗi nhất định không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống tận ruộng để lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá, người ta mới chế ra liềm để mà cắt lúa. Và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, mà phải phơi, phóng, xay giã cho ra gạo. Sự hờn dỗi của nữ thần lúa còn đôi khi cay nghiệt hơn nữa. Nữ thần vẫn giận sự phũ phàng của con người, nên đã nhiều lần cấm không cho các bông lúa nảy nở. Có kết hạt thì cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Vì thế mà sau này, mỗi lần gặt xong là người trần gian phải làm lễ để mà cúng lúa, cũng như cúng thần lúa. Có nơi không gọi như thế, mà gọi là cúng cơm mới, cúng hồn lúa. Cơm mới là do gia đình tổ chức trong nhà mình. Các làng bản cũng phải mở những ngày hội chung để mà cúng thần lúa. Trong những ngày hội ấy, mở đầu cho các cuộc tế tự và trò vui, thường có một tiết mục hấp dẫn gọi là rước bông lúa. Sự tích cây lúa là truyện thần thoại Việt Nam. Ngoài việc lý giải về sự ra đời của cây lúa, câu chuyện còn giải thích phong tục cúng nữ thần lúa ở một số nơi. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy thoải mái trên chiếc giường của mình và sẵn sàng cho những giấc mơ tuyệt vời. Chúc bạn ngủ ngon!